Thưa bạn, đây là chiếc Ford Transit model mới nhất 2020 được ra mắt tại thị trường Đông Nam Á. Hiện tại Philippines là nước đầu tiên bán cái sản phẩm này. Và cái sản phẩm này thì là sản phẩm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại thì chiếc Ford Transit 2020 có cái giá bán là 45.300, tương đương với lại hơn 1 tỷ đồng. Có 3 màu để các bạn lựa chọn, đó là màu trắng, màu xám, màu bạc. Trên chiếc Ford Transit 2020 thì đẹp, hầm hố và thể thao hơn rất nhiều, là một thiết kế hoàn toàn khác, giống với lại chiếc Ford Everest hoàn toàn mới. Có chiều dài dài hơn 201 mm, chiều rộng hơn 474 mm và chiều cao hơn 157 mm. Trên chiếc Transit 2020 được hỗ trợ mâm 16 inch, có gương gập điện và hàng ghế thì có lối đi ở giữa, rất là giống với chiếc Hyundai Sonata, đối thủ của chiếc Ford Transit này. Ta cùng tìm hiểu về hệ thống an toàn của chiếc Ford Transit này. Đầu tiên đó là hệ thống kiểm soát ổn định điện tử. Thứ hai là hệ thống khởi hành hàng dốc, được trang bị camera lùi, được trang bị cảm biến áp suất lốp, được trang bị cân bằng điện tử. Túi khí thì có hai túi khí, có chống bực cứng phanh ABS, cảnh báo phanh khẩn cấp, có ghế trẻ em, có dây đoàn đai an toàn đa điểm. Và điều rất là đặc biệt đó là chiếc Ford Transit 2020 này, Ford đã khai tử cái động cơ 2.4 và trang bị trên cái phiên bản mới này động cơ 2.2 lít cho công suất của nó là 135 mã lực. Hiện tại thì tại thị trường Việt Nam, các bạn đang quan tâm đến chiếc Ford Transit này thì cũng rất mong là cuối năm nay thì Ford Việt Nam sẽ triển khai và bán tại thị trường Việt Nam. Nếu các bạn cảm thấy kênh Vua Xe của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot của Vua Xe. Xin cảm ơn.